Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà hai cây bông trang tàu Thái Lai, lá trung màu vàng mà ảnh bị lai á, là dưới màu đỏ là ảnh ra màu vàng cam. Hiện tại bên em là còn hai cây. Còn hai cây là em sẽ sale cho cả nhà, tại vì hai cây này là hai cây trong cái lô cây em đã lựa ra, hai cây màu vàng cam. Ảnh bị lai màu cho nên ra màu vàng cam. Cái màu cơ bản của ảnh là màu đỏ và màu vàng, là màu đỏ với màu vàng là hai màu ảnh lai trộn lại mới ra màu vàng cam như thế này nha cả nhà. Màu này thì ảnh lạ được một cái là cái cánh của ảnh màu vàng nhưng mà ảnh lan lan màu đỏ, lan lan lợt màu đỏ thành ra màu cam. Còn được hai cây là một cặp. Cả nhà yêu thích thì đặt hai cây này, em để lại giá hữu nghị. Cả nhà liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 và đó cũng là số Zalo. Số Zalo bên em luôn. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà thương yêu.